Anh chị các bạn thấy cái hồ quen thuộc chưa? Hồ này sâu lắm nha anh chị. À, cái hồ này ở Bình Chánh nha. Vườn mai của anh Hoàng Mai Tứ Quý Ghép anh chị ơi. À, bữa nay anh chị thấy không? Cây lá sum rơi hết rồi. Thì trong cái buổi hôm nay em sẽ tiếp tục quay cho anh chị xem một cái chủ đề về cái mùa mưa này anh chị. Đó. Về cái mùa mưa này ha. Thì ở cái hồ này thì em được biết là ảnh Hoàng Mai á là ảnh trữ nước mưa đó anh chị. Mà trong cái ngày hôm qua em có quay cho anh chị xem cái về cái lợi hại của cái nước mưa ở vườn mai của anh Đức ở Thủ Đức đó anh chị. Nè, anh Hoàng Mai anh đang tưới nè. Đó. Thì bữa nay có cái chủ đề này anh chị coi cái hợp lý không nha. Rồi, chào anh Hoàng Mai nha. Rồi chào trở Sài Gòn nha. Dạ. Em nghe nói là người ta kỹ nhất là tưới nước mà trời đang nắng. Này, mà sao mà anh tưới trời đang nắng mà sợ nó chín cái rễ bây giờ anh. Hả? Cái này thấy tại nhiều việc quẩn nhà tưới rồi đó. Mà thấy hả? Hình như nước này mát không sao á. Nó không sao hả? Mát lạnh nè. Tại em nghe nói là trời nắng mà tưới nước vô là dễ bị hư rễ lắm nha. À, với giờ này hình như ba mấy bốn giờ hay gì mà, phải không? Nhưng mà anh chị ơi, nè, người ta hay nói vậy nhưng mà anh chị để ý kỹ mấy cái cây của ảnh á. Cái xanh đè đó. Ảnh bọc ra rơm là mát rồi à. Làm sao là chín nổi rễ đây. Đây anh chị thấy không, mấy cây là được bảo vệ hết rồi. À, bảo vệ hết rồi, không thể nào mà hư được nè. Thấy Phú Tân không, nó khó ấy mà cái lá nó nước mưa này nó mát ấy. Mùa này mới lúc này thứ ghê không. Dạ tốt nè, cây này nữa nè, quá trời tốt nè. Bây giờ là tầm khoảng ba giờ mấy anh chị. À, cái lá ghê không? Em quay cho anh chị xem cái cách tưới nước ở vườn mai Hoàng Mai Tứ Quý Ghép nha anh chị. Thì sẵn mình xem luôn cái vàng cây ở trong vườn của anh Hoàng Mai nha. Khu này là đa phúc hả anh? À, Phú Tân từ đây đổ ra. Cái này là đa phúc không? À, này đổ lên là đa phúc đó. Đa phúc nè. Thấy thế không? Bữa nay em biết nhìn lá thấy chưa? Nhưng mà cái nước nó tốt, mùa nắng cây nó ra đều cũng cỡ ha. À, nó cùng luôn. Ở đây nói về cái nước mưa nè anh chị. Tưới tùm lum tưới bụi luôn, đâu có lá đâu có mo dảnh gì nữa không? Quá. Anh Hoàng Mai thấy cái nước mưa này nếu mà mình tưới trực tiếp vô hoặc là cái trời mưa dầm là nó theo anh có nó tốt hay xấu anh? Thấy năm giờ là một năm đúng á. Một năm đúng rồi đó, là năm nay mình quay lại giáp năm nè, là thấy là nó dễ chăm á. Cái mai dễ chăm dễ ợt luôn đó, giờ nó đi cơi dữ lắm, nó đi tùm giống mình phải ngắt chèo. À, là anh, bữa giờ là nguyên năm là anh tưới nước mưa không nước ha? Mưa nguyên một năm luôn, giờ Tết nó dộ bông cũng dễ dộn nữa đó. À. Là không có tưới nước gì luôn ngoài cái nước mưa đó. Còn hồi đó là anh tưới nước giếng hay nước máy? Nước giếng. Nước giếng? Nước giếng là nó hư lắm, nó phèn quá thì mình càng bón phân nó càng hư mai mình. À. Còn này mình bón phân ít nó cũng ăn nữa. Vậy bữa nay là mình có cái so sánh giữa nước mưa với nước giếng luôn à anh chị ơi. À, cái nhưng mà bữa mưa đầy cái ao nữa đó. Nhưng mà đâu có ai mà học được thấy anh đào cái ao bự dữ vậy. À, tại vì lúc trước tôi cũng chuẩn bị làm thấy nước cái vùng này nước giếng xấu quá. À. Giờ mới quyết định làm cái ao làm lớn làm sâu luôn. À. Sâu luôn. Cái đó bữa nghe nói nhiều 4,5 m, 5 m luôn không? Sâu lắm, nó chiếu nhiều nước dữ lắm à. Tưới hổm một mùa nắng luôn, mấy tháng đâu có giật đâu, giật đâu có hết. À. Giờ bữa nay mưa nó đầy ra nữa đó. Mưa là trên mắng xấu mình đi xuống á. Hình như bữa nay anh tưới không có chảy nước chậu phải không? Tại vì qua cho mát đâu không? Lúc này ngày nào mình siêu mình cũng tưới gì hết nè, tưới dừa nó thôi. À, còn ngày nào cũng tưới á. Là nên là mình qua cho nó mát thôi anh ha. Tại lúc này lá nó nhiều rồi. Dạ, lá nhiều là mình phải tưới thường xuyên phải không? Nè, tại nó hút nước vậy đó, nó héo rồi đó. Dạ. Nhà Phú Tân là nó kín hết rồi nè. Ồ. Dạ, ghê không? Gần như là cái mai Tết luôn. Ờ, như cái mai Tết thành phẩm luôn. À, mấy cây lớn mới ghép hôm tháng 9 tháng 10 về mới bấm này giờ nó kín luôn nữa nè, mấy cây lớn nè. Phú Tân á. Kín mít luôn nè anh chị.
Đó giờ mình dốc nhánh ra bớt, sửa kẽm đều rồi. À, quay cho anh chị xem cái dạng lá ở vườn anh Hoàng Mai nè anh chị. Phú Tân thì nó cỡ đó, nó không lớn luôn. Bên này là đa phúc nè anh chị. Đa phúc nó bự hơn đó. Nãy cây ảnh ra tàn không hết trơn à. Đó, mấy cây nặng bao nhiêu cái đấy không? Ở góc là để một con chiến mã. Đây là nó giữ nhà chứ nó rộng quá. À, rộng quá mình không có hai đâu, nó có sủa không đỡ. Ấm nó luôn. Tắm mát này nóng lắm. Đó không, đây nước quá trời nước không? À. Đầy ao. Vừa không sợ nắng kéo dài quá là không cái giật xuống sâu quá đó cái là hơi mưa nó đầy đó, đỡ đó. Thì anh tưới từ cái hồ đó ra nên là tưới suốt luôn mà. Như vậy là tháng này chuẩn bị gần mưa nè anh, nếu mà mưa mà dầm quá sợ nó bị axit nó hư cây không anh? Axit nó có làm hư cây không? Thấy của nước mưa. Theo mình thấy nhiều người ta nói vậy nhưng mà mình thấy mưa mỗi lần nước mưa vô đi trượt còn dữ nữa. Rồi vậy ha. Đi tượt dữ lắm, nó tốt dữ lắm, như cỏ là thấy không? Mưa dạ. Xuống là nó tốt tùm liền. Nè nó tốt quá trời đó. Nước mưa là... Nhưng mà mấy cây của anh nếu mà không có thác nước tốt là nó giữ ẩm ghê gớm lắm à. Ừ. Tại vì nó có anh bọc lại hết rồi nè. Cũng có bên kia dở cái lần rồi đó. Dở ghê dữ lắm à. Bây giờ vô mùa mưa không anh? Không phải, tại vì nếu mình đậy thời gian lâu quá cái cũng nguy hiểm nha, cái ẩm nó bị nấm bệnh á. À, nó... chứ không phải thấy vậy mà nó mới đâu mình phải kỹ lắm á. Giờ mình tưới thuốc bệnh này vậy đó. Thì ẩm là nó nguyên nhân gây nấm mà nhiều nhất mà. Nấm là nó sập phân chậu mình luôn á. À. Dạ nó hư xuống mai mình chứ. Mình thấy vậy chứ không phải nó ngon đâu. À, vậy là em mới để ý cái bên kia là quanh là bắt đầu mở ra dần phải không? Tháo lần lần nhớ tại tàn nó chín rồi. À, chín tàn thì mình như cỡ cây đó giờ mình tháo được rồi đó. Tháo luôn thân, tháo cái này luôn. Ha. À. Rồi chút để xem anh tháo thử một cây coi bên trong nó giờ như thế nào nha anh chị. Là đó tháo hết khu rồi đó. Vậy là cái rơm mà đắp cây là anh chỉ để cho nó khi nào mà chín tàn là mình tháo ra được ha. Ừ. Bảo vệ cho nó lúc mà nó đang chống quay chống quắt phải không? Dưới nó có lá nè, nó đỡ nóng cây rồi. À. Lá cây nào da kính á là nó mát cây rồi phải không? Nó mát à. À. Tức là lá là đầy nó mát rồi. Lợi tới đây nó mát lạnh không, nước lên nó mát nữa không? Để đó, bữa em nói anh phải làm một cái mái che ở đây để xong để dưới chơi, bờ hồ đó. Mốt người ta lên ta làm khu du lịch luôn. À. Ngắm cây mai, làm quán cà phê cây mai. Nè, nó mình dở ra về nắng giờ mình tưới không nó rút nó khô queo, ngày mai nó khô liền ha. Nó rút đó đó. À. Trong cái lúc mà ảnh tưới anh chị mình quan sát cái lá cây của ảnh ha, rất tốt luôn anh chị ha. Nước mưa nãy giờ chưa thấy cái lá nào nó không có nhăn nhăn ha, chứ nó không có mờ ha. Đúng rồi, nhưng mà nó ra đồng loạt luôn, nó ra có đều có con cỡ một ha. Như chất chồng của anh không có đậu phộng ha. Không, bây giờ anh tưới được mấy đợt phân thùng anh? Hai đợt phân thùng rồi. Hai tử rồi, tại vì cái này nó thí dụ mấy cái nước giếng và nước hàng xấu tưới thì hai ba cử luôn nó không tốt, còn lại tưới hai là nó tốt quá trời. Nó do nước mưa này nữa, tưới vô cây nó tùm luôn, là gặp mưa xuống nữa. Vậy giờ muốn bắt trước anh làm sao có nước mưa ta? Bởi người ta cũng có nhiều người nên ta cũng đào ao nhiều á. Ở để... gần vòng vòng đấy hả? Nhiều dùng ta cũng đào á, bữa hổm mấy anh Bến Tre lên mua mai giống siêu bông á, nó cũng đào ao nữa. Tại vì người ta nói là cái vùng ta năm nay cũng bị nhiễm mặn rồi đó. À. Nó đâu nhiễm mặn hoài à. Nhưng mà đào ao biết khi nào mới có được nước mưa vậy. Bởi vậy mình phải chuẩn bị, ví dụ mình muốn tưới năm nay là mình phải chuẩn bị năm rồi chứ bộ. À, chứ năm nay giờ mới làm thì làm sao có nước mưa. À, của em là nhờ bữa mưa đó, mưa trên đến xuống nó đầy lên nữa, giờ tưới giờ có nắng nữa tưới đâu có hết nổi. À. Nó mênh mông nữa rồi đó. Nói giờ làm sao mà hết được cái hồ đó. Đâu hết nổi không? Ở mùa khô tưới giật có 1 mét nè. À. Giật cái hổng anh thấy giật có 1 mét đó. Dạ. Rồi thả hồ tưới luôn ha. Ừ. Ồ, tính ra ở Sài Gòn là cũng không có nhiều vườn mai mà có được cái lượng mà nước mưa mà dồi dào dữ vậy ra. Nói là ở đâu Thủ Đức cũng có làm cái hồ nước mưa tưới hả? Cũng làm cái vườn nước mưa hả? Có, nhưng mà như không bự bằng cái quanh đâu. Không bự bằng ha. À. Vậy đất người ta trên đó, đất cái chặt ha. Đất đó mắt. À. Ở đây nhà nó rộng rồi mình đào sâu xuống á. Cái cây này bữa nó ra sao nè anh chị, mấy cây này ảnh bắt đầu ảnh mở ra nè,
Nè, cây nhỏ này nó đẹp chưa không? Cây 7 tỷ phải không? Không thấy có mấy cái lá cầu cọc cũng không? Bị bà con ném đá. Và cái đế sổ cao quá mình cũng không nổi, mình vô cùng giờ tốt đó. Bữa nó chờ 7 tỷ cây này nè anh chị. Cây này cây hàng tứ quý cổ ha. Tứ quý hàng cổ. Tay cành kiển cổ. Đó, mấy lên mấy cây này là anh bắt đầu anh tháo cái rơm rồi nè anh chị ha. Cây này chưa là lý do nó còn thưa lá đó. Đó, cây nào mà đặt lá là nó mát mát rồi đó, mình thái cho nó tự nhiên rồi. Mấy này chín là thấy tháo về mình tưới cho nó khô cũng thoáng không? Mình quan sát mấy cây bên này kia đi. Mấy cây chưa tưới nè anh chị. Cú queo rồi đó. Da nó đẹp ghê không? Da đẹp chưa? À, mấy cây chưa tưới nè. Như cây này bây giờ nếu mà sửa ra chín màu luôn rồi. Điều đó rồi ha. Cũng có sửa trên kia mấy cây rồi lần lần nè, tại mấy cây tốt trước á. Mấy chậu này thì mình lại không có xài được cái hệ thống tự động anh ha. Cây tưới nước nhiều, cây tưới nước ít. Chứ nó thưa quá mình tưới nó đâu có hao nước á. Còn cây dưới bồn thì được ha. Nó thoát thì được, còn này nó vừa. Một lần tưới mình là cũng phải mất cả tiếng anh hả? Hơn à. Rồi, chỉ hơn. 2 tiếng quá. Xong cái khu này rồi đó. Cái này bữa anh cho nó vô cái bồn 500 lít hả? Cái nào? Nước mưa nè. Vô cái bồn bển hả, cái hồ hả? À. Cái hồ đó mười mấy khối lận. Mười mấy khối hả? Ở đây để kéo cái ống qua đây. Mười mấy khối lận. Dạ alo. Dạ. Ở xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh. Phía ngoài nè anh chị. Nguyên một đám tứ quý. Dạ cũng có anh, đây ngày nào cũng có người ta lại bán, mà bán tại đây lại coi nào vừa ý thì mình là bán. Dạ, chứ không mua. Mới vô. Bên kia là cái khu may ghép ha. Dạ thì em cũng làm nhiều loại. Bên này có cây cây giống siêu bông Sài Gòn. Không, năm cánh đâu có làm, nó là may thường mà. Bên này may ghép. Dạ. Chợ Hưng Long lại khoảng cây số. Chợ Hưng Long. Dạ, Hưng Long, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Khu bên này mai cũng rất đi đẹp. Ra cầu Bình Điền, ra cầu Bình Điền đi xuống đi thẳng quốc lộ A, cầu Bình Điền đi xuống tới ngã tư Quán Chuối quẹo trái vô chợ Hưng Long. Nhỏ bữa nay sao rồi anh chị? Dạ. Từ đó xuống tới đây 12 13 cây số. Dạ. Bên này thì có một cái thọ hương, thọ hương giống. Ông khách kia mới gọi. À. Mà sao ổng mua dảo mà dảo năm cánh là sao? Nó chưa nghe ta. Dảo năm cánh. Năm cánh là mai thường mà. Đúng rồi, dảo năm cánh là mai vinh. Mình ổng hỏi ổng nói chỉ có lớn thôi, năm cánh lớn đúng không? Là dảo. Ổng hỏi mấy cánh với mấy cánh có năm cánh không? Mình nói năm cánh là nó bình thường, ở đâu có năm cánh mà. Cập nhật không được luôn á. Nhìn năm cánh nhiều khi năm cánh rặt. Rặt năm cánh á. Thì mai ghép của mình thì nó cũng ví dụ ít nhất 8 cánh, 10 cánh, mười mấy cánh rồi không? À, với cút tôi mấy chục cánh, 5 cánh thì mình khỏi ghép có 5 cánh rồi. Thì tối thiểu không phải là 5 cánh. À, mấy này nóng dữ lắm mà không? À, nóng dữ hơi kỳ. Nước phải không anh? Nước, cái ánh nắng giờ nó rụi rớt nè, nãy giờ mới ra. Đúng rồi. Đó, bởi vậy mới nói anh giờ mùa này trời nắng mà không xả ra vậy là nó chết cây luôn á. À, nó chín cái rễ luôn ha. Chín rễ luôn. Đó là trước khi mà anh chị tưới mà để ở ngoài nắng vậy là mình phải cho nó ra bớt những cái nước nóng nha anh chị. Chứ không thôi tưới vô là giống như tưới nước sâu vậy đó. Thấy cái lá nó bóng rồi ha. À. Tưới nước thấy nó bóng rồi. Còn nước giếng nó dở nè, giếng mà dùng ngon không sao, dùng phèn á. Tưới nước sâu là chết cây luôn nha anh chị.
Cây này nó mới hỏng chùi lũi nên nó mới ra sao nè. Tại tàn nó cao, nó bự với bấm tàn. Vẫn chưa kính tàn anh ha. Chưa kính tàn. Bấm tàn trễ nên chưa tháo cái đó đó. Mấy cây này kính rồi nè anh chị. Cây này kính tháo hết rồi. Vậy là anh chị nào mà ở nhà mình có đắp cho vừa nọ, mình nhớ quan sát coi cái cây kính tàn thì mình tháo ra luôn nha. À, quan sát cây nấm bệnh á. Bữa giờ anh có bị nấm bệnh gì không? Cũng có chứ. Nè, cây của anh nè, mướt rượt rồi anh chị. Bên này thì khu bên này đa phúc, còn ở phía bên kia kìa, đó bên đó là thọ hương. Mấy cây bên này là thọ hương đó, anh phân ra cái khu nè. Đây, từ đây trở đi là để theo khu người ta dễ lựa. Thọ hương dễ lựa chứ đi để lộn xộn xộn với mốt nó khó lắm. Nhiều khi mình chỉ người ta cái giống này, cái qua cái kia đi vòng nữa xa. Em đi với cái em thuộc cái vườn của anh là cây nào luôn rồi đó. Để theo luống nó dễ. Đang tưới cái đa phúc này anh chị. Phúc thì nó phát triển cái lá ghê quá ha. Nó hơi lùi. Bây giờ quay mấy chục cây rồi không thấy cây nào có hiện tượng hư lá gì vậy hả chị, thấy không? Suy yếu nữa hả, nó đại luôn đi. Hư lá nữa. Quay suy á. Suy yếu là mẫu hỏi đại đi. Hư lá. Đúng không? Bởi vậy muốn quay cú quay suy của anh cũng khó nữa. Cây thượng già hồi xưa đời đầu nó nay tốt quá trời không? Cây chúa không? Dạ. Cái này cây chúa. Nó quật hoàng quại luôn. Cây chúa thọ hương của anh nè. Đây. Đó, cái má kép của chú nè. Nói chung cây mai á, mình làm nó tốt đều, nó mình làm kỹ nó. Kỹ nó rồi mình cho ăn phân ít thôi từ đầu rồi đó. Rồi mình trồng hơi lâu rồi mình ghép, mình được ghép liền, ví dụ đó. Nó có rễ rồi. Rồi kia rồi mình chọn cái giống cho nó mạnh rồi, mình nuôi cái cây này mạnh mình mới ghép qua. Nó đỡ hư lắm. Đợt này mà anh chị em mà có cái vườn lớn á, mình thử mình đào cái ao mình chữ nước mưa mình áp dụng thử anh chị. Nó cũng đỡ tốn tiền, nó tốn tiền mình làm ban đầu nhưng mà nó đỡ tốn tiền nước ha. Nhưng phải có cái đất rộng rộng mới làm được. Rồi đó, phải có vườn lớn. Tại vì mình làm này nhiều mai quá rồi, mình làm nó cũng đúng, tại vì lỡ nước giếng phèn cúp nước rồi đủ thứ ha. Này tưới cả năm luôn à, cái hồ này anh tưới cả năm luôn. Này mình khỏi sợ cứ mưa thì nó xuống đầy chặn thôi, cái măng sói đó. Đỡ tốn tiền nước luôn. Nó mưa thì nó xuống dưới chặn dở dưới ra thôi. Chở thoát ra ngoài luôn phải không anh? Vậy mà cáo quá trời đâu chổng đó. Hôm trước bơm cái nước vô dần cái hồ á. Nước tự nhiên mà. Nó theo vô quá trời luôn. Anh có làm cái xuồng đó đó không phải không? Không ai dám lội với sâu quá. Nó nguy hiểm lắm ạ. Nó trơn lắm, lên được đâu cái tấm bạc á. Nguy hiểm quá. Bởi vậy cái đó là với rào rào lưới lên hết đó. Với rào con đó. Nhưng mà rảnh rảnh bữa nào bơi hả? Anh mua cái mấy cái phao á, thả đó đó. Chắc cú. Nhiều khi nguy hiểm á. Lúc này còn được, còn hổm nó giật xuống, nó giật xuống sâu nguy hiểm lắm. Đúng rồi. Lát nữa em sẽ quay cho anh chị xem ở vườn của anh Hoàng Mai, anh sẽ xử lý, mình sẽ xử lý làm gì cây với anh. Bữa chút thì có hai công việc làm thì tưới dưỡng dễ vào cái mai phôi với mai mới ghép á. Cái đó không có tưới phân. Và cái thay để chút còn dư thời gian sớm thì thay cái cây mai cái qua cái chậu đẹp, thay cây đó ghép một năm mấy rồi. Mới quên trồng một năm mấy rồi. Bây giờ mình thay chậu qua luôn, thay chậu để mốt gần kết khỏi thay á. Nó thay chậu rồi giống thay phân, thay chậu mới thôi. Dạ. Rồi đó, chút xíu nó còn hai clip nữa cũng là rất là hay, anh chị mình nhớ mình đón xem cái tập tiếp theo nha. Còn tới đây em xin tạm ngưng clip này, xin cảm ơn anh Hoàng Mai. Chứ cái này tưới dài quá, tưới hoài chịu luôn cháu không? Không, dài chứ ta vẫn các em vẫn thích xem. Vẫn xem ha. Là xem coi cây của anh có cây nào bệnh không? Xem cây với anh em nói chuyện rồi chơi đúng không? Dạ. Không rồi. Nè, nhìn thấy bóng lù quá không? Nè. Mướt rượt cái nha anh chị, nãy giờ chưa quay cây siêu bông Sài Gòn á. Đang chút lên kia à? Chút anh đợi, anh chị đợi cái clip sau em quay qua bên kia siêu bông Sài Gòn mình xem luôn nha. Này giống như bản cầu quá ha. Rồi xin chào, cảm ơn Hoàng Mai nha. Rồi chào nha.